Trà xanh đã được chứng minh là có rất nhiều công dụng tốt. Tuy nhiên, uống trà xanh vào lúc nào để có lợi nhất cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Điều này cũng giống như chiếc áo sơ mi với nam giới vậy. Đây là một loại trang phục rất quen thuộc với cánh mày râu, nhưng lựa chọn áo như thế nào để phù hợp với từng vóc dáng và từng hoàn cảnh xuất hiện thì lại là một việc không đơn giản. Chính vì vậy, ngày hôm nay, chuyên mục Hương vị cà phê rất muốn được chia sẻ cùng quý vị và các bạn những kinh nghiệm lựa chọn áo sơ mi cho nam giới. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Quý vị khán giả của chuyên mục Hương vị cà phê thân mến, tuần này thì chúng tôi đang đến với một cửa hàng thời trang và cùng gặp gỡ với chị Pauline, một chuyên gia thiết kế thời trang hàng đầu của Thái Lan. Và ngày hôm nay thì tôi sẽ lắng nghe chị tư vấn về cách chọn trang phục áo sơ mi sao cho đẹp nhất. Và xin chào chị ạ. Hi Mr. Ngọc, hi. Chị Pauline thân mến ạ, với công việc của tôi thì tôi thường phải gặp rất là nhiều các đối tác quan trọng hoặc là những người mà đạo diễn của các chương trình chẳng hạn. Vậy thì tôi cần một sự tư vấn để sao cho chọn trang phục áo sơ mi và những trang phục như thế nào thì có thể phù hợp với những người có vóc dáng như tôi. Bởi vì bạn là một người dẫn chương trình, những người hay phải xuất hiện trước công chúng hoặc làm những công việc quan trọng, để tạo hình ảnh cho mình thì nên mặc những trang phục lịch sự nhưng có sự pha trộn về màu sắc hoặc có thêm họa tiết trang trí, thêm vào đó là trông bạn còn rất dễ nhìn nữa. Tôi nghĩ rằng với việc làm sao để chọn cho hợp với màu da của bạn và vóc dáng thì việc sử dụng những gam màu sáng là vô cùng quan trọng. Vì bạn có bờ vai vuông và dáng người gầy, và dáng người này thường phổ biến ở những người đàn ông ở Việt Nam, do đó tôi nghĩ bạn nên mặc những bộ trang phục có những gam màu sáng hơn. Điều quan trọng hơn cả đối với mọi dáng người, đó là cần chọn áo sao cho vừa vặn với cơ thể. Nó khiến chúng ta vừa thoải mái, vừa giữ được phong độ và vẻ thời trang của mình. Bạn có thể tự tin giao tiếp với những người xung quanh. Những người có vóc dáng cao lớn hơn tôi hoặc là mà có bờ vai rộng hơn mà ngược lại thì sẽ nên chọn những loại áo sơ mi như thế nào? Kể cả người có thân hình to béo, cao lớn hoặc là nhỏ bé, mảnh mai thì đều nên mặc những chiếc áo sơ mi vừa vặn với cơ thể. Những người to béo hơn bạn thì họ không nên mặc những đồ khiến họ trông mảnh mai đi bởi vì nó sẽ bó cơ thể của họ lại. Kể cả những người không quá to cũng không nên mặc những đồ bó ôm, tránh áo sơ mi tay ngắn. Các màu sắc nên chọn là các màu tối. Đối với những người có thân hình thon thả, thanh mảnh, các bạn hãy chọn những chiếc áo sơ mi có chất liệu cốt tông, sợi thô, có kẻ ngang hoặc ô caro loại nhỏ. Áo có độ kép sẽ tạo cho vai như dày thêm và cũng làm cho khung áo đứng hơn, đồng thời tạo độ mọng cho ngực và thân áo. Và bây giờ hãy cùng tôi xuống chọn một vài dáng áo phù hợp với bạn nhé! Cô Linh có thể hướng dẫn cho tôi biết là cách để lựa chọn màu trang phục áo sơ mi với những màu sắc như nào cho phù hợp không? Màu sắc biểu lộ tâm trạng của con người, nhưng màu sắc cũng có ảnh hưởng đến cơ thể của bạn. Ví dụ như màu sáng có thể kết hợp với những người nhỏ bé. Còn với những người to lớn, họ có thể dùng những màu lạnh như đen, nâu, xám. Nếu hôm nay bạn chuẩn bị đi gặp bạn gái, thì bạn cũng không nên mặc những đồ gì đó quá tối, lạnh. Còn nếu đi giao dịch, bạn có thể mặc những chiếc áo tối, trông bạn sẽ lịch lãm và chững chạc hơn rất nhiều. Nếu bạn đi dự tiệc thì bạn nên mặc những chiếc áo như của bạn vậy. Hoặc bạn có thể kết hợp nó với những màu khác, bạn có thể xắn tay áo lên để lấy màu trắng của gấu tay áo bên trong. Chỉ nên xắn tay áo đến dưới khuỷu tay, sẽ đẹp hơn và thu hút sự chú ý vào phần cánh tay bạn thay vì phần bắp tay. Hoặc vén cổ áo lên như thế này. Nhưng nếu đi công sở thì bạn nhớ phải cài cổ áo vào nhé. Khi tôi muốn kết hợp những chiếc áo sơ mi này với những trang phục như là quần jean hay là một số kiểu dáng quần khác thì chúng ta nên lựa chọn sơ mi như thế nào? Với những chiếc áo sơ mi có hoa văn kẻ sọc thì bạn có thể mặc được với jean rất tốt, đặc biệt là với những chiếc jean màu tối. Ví dụ như cái bạn đang mặc, bạn rất khó để chọn được một chiếc jean cho phù hợp hơn nó.
Tuy nhiên, cũng không nên chọn áo sơ mi có họa tiết quá dưới mắt. Cái màu trắng này rất hợp để mặc với công sở. Thế nhưng khi ta trang trí thêm họa tiết thời trang là chiếc túi này, nó sẽ thành áo bình thường và bạn có thể mặc đi chơi. Bạn nên tuân thủ một cách chặt chẽ sự kết hợp màu sắc của trang phục, nên chọn mảng màu sẫm cho áo và nhẹ hơn, sáng hơn cho mảng quần. Nó tạo cảm giác lịch thiệp và năng động. Các bạn thân mến, ở bộ trang phục mà chị Pauline vừa chuẩn bị cho tôi thì bộ trang phục này làm tôi có cảm giác như là tự tin hơn rất nhiều khi mà phải làm việc, quay hình hay là gặp các đối tác của mình. Và các bạn thấy tôi trong bộ trang phục này thế nào? Còn cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rất thoải mái và tự tin với bộ trang phục này. Quý vị khán giả của chuyên mục Hương Vị Cà Phê thân mến, vậy là với chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi hy vọng rằng có thể đưa đến cho các bạn một vài kinh nghiệm để có thể lựa chọn những bộ trang phục áo sơ mi phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh và theo nhu cầu của các bạn. Còn bây giờ chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.